quay hẳn cái đầu cam kia có hỏi dính người không? Ở đây có wifi không? Ở wifi đi. Chết đầu đấy. Em vai kiếm được cái sim ở đâu ấy? 3 4 giờ dùng 3 sim một ngày, mỗi tháng trả 60. Vãi. Lời đấy. Gọi điện thoại dưới 20 phút không mất tiền. Không. Đây là gì? Free à? Không. Cái máy luôn. Đây máy đây. Hết pin thì về. Ngồi đây được không? Thoải mái. Ngồi đây tí lại nhảy xuống quay nó mất chuyện. Con thấy pin đến tận 12 giờ trưa. Không biết. Tàu cũng dần hết. Quay ra ngoài nữa. Về lốc. Đâu không dính người đâu. Dính người là đánh bắn người đi. Cho vào một túi cho là kéo. Anh đang thấy không? Cho vào cái này. Cho là lùng một túi. Có dính đang đây đang ạ. Vai thì bảo dính cái chân thôi, có dính người đâu mà. Được nói đấy. Mày xuống đây mà xem. Dính một cái chân. Em có lấy sao em nhìn được ở trên này em phải. Anh nên ngồi cho mày xem. Thằng Bỉm tối nay đi phải không? Ôi giời, đang này. Tiền cân cháu. Đi rồi. Đi hỏi qua tiền cân đấy. Đưa 10.000 cân bà. Mang đây thì chọc cho đang nhé. Đưa ngọt lên đây. Đấy quả là ngon nhỉ. Bộ 39.000 ạ. Quả này như ngon hơn không đấy. Đấy là ý nó nhìn ngoài ngon lắm nhưng về nhà bổ núm mẹ trong. Lắm lúc mình cũng mua phải cái quả như thế. Con
giờ mua nữa. Quán này căng ngon lắm à. Sao xuống không bao giờ vào quán này. Nếu không ngon. Bà ở đâu bà? Bà Trà Mông. Máy chắc trả lại cho không. Ai trở lên để xem tập thử điện một lần nữa không? Cho tao ngay sát đấy. Ba tôi bảo không ngon, không định mua đấy hả ta? Đợi nó khủng lắm. Đúng không? Nó nước lắm rồi đấy. Uống sữa rồi, đừng xem uống sữa ấy. Sáng mới chạy à? Dậy rồi còn thấy ai gọi đâu, thế là ngủ tiếp. Mày, mẹ mình chạy mấy vòng. Mày đi chạy á? À? Đi từ 4 rưỡi. Đi ai? Bỉm. Bọn em đi suốt, bọn anh không biết đâu. Thế mà thằng Bỉm thấy gọi nhở? Bảo thằng Bỉm tới đi mà. Ngày năm nào sẽ đi, ngày nào cũng đi luôn đấy. Ngày năm nào cũng đi cơ á? Ừ. Năm ngoái, ngày nào em nó sẽ đi. Thả mấy viên sỏi đây đang ạ. Cho nó nặng. Cân lên mới được nặng mới được tiền. Em mút bẩn rồi xong sau sau đi họ hỏi ô vô nhỉ cả như nào em còn cắn rồi ấy đắng họ ô vô nhỉ đắng sao kết quả để biết bẩn dưa có dài hay không dài như nào dài nó sẽ kêu đấy nó sẽ kêu như thế cái dài là non ngon hơn chắc chắn nó sáng ngon hơn rồi non là chỉ có vị dài họ mới cắt cho họ đúng kết quả nó đanh nó căng mắm nhà bỏ một mít ra cháu hạt một muối. Thảo ơi, xem anh cái máy kia đủ 10 phút chưa? 10 phút? Ờ. Máy đấy cơ. Đâu con ngựa cho nào đủ 10 phút chưa? Chưa. Mấy phút rồi? 10 phút rồi đấy. Bao nhiêu? 10 phút. Tắt tắt đi cho anh. Sao lại quay video không? Tắt đi xong bấm lại. Tắt đi xong bấm lại á? Ừ. Xoay xoay đi một tí. Cho nó khác khác đi một tí là được. Cứ để dịch chị cũng được. Đi về cơ sở phẩm đang ở đâu ấy? Cái gì? Bán cho họ à? Bán nước ngoài. Bán cho bọn nước ngoài. Nước ngoài, Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ có bọn ấy xem được thôi. Họ khác không được. Việt Nam mình xem không? Sao không được? Việt Nam mình xem thì chấn mình xem mày. Cái gì? Hả? Cái tên ấy. Tên nước ngoài. Chịu chết. Tên Thổ Nhĩ Kỳ. Phải cảm động. Tên... Anh dịch ra. Dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt đây. Có thể bán cho họ được bao nhiêu? Một video là bao nhiêu nhỉ? 5 nghìn. 10 phút là 5 nghìn á? Không thấy không đâu á? Mẹ, 10 phút 5 nghìn em đi quay cả ngày thôi.